Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn ạ. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, trước máy quay của chúng tôi ngày hôm nay, tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một chiếc xe ở cái phân khúc hạng A, và là chiếc xe siêu lướt ạ. Siêu lướt là vì chiếc xe này vừa mới lăn bánh được hơn 2.000 km thôi, và vừa mới đăng ký được khoảng 2 tháng ạ, từ tháng 2 năm 2021, và đến bây giờ là tháng 4 năm 2021 rồi. Chính xác là chiếc xe này lăn bánh được tròn 2 tháng và với hơn 2.000 km ạ. Và chiếc xe này là Hyundai Grand i10 phiên bản đủ, phiên bản 1.2 số tự động ạ. Chiếc xe được đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và đăng ký biển 30G vừa mới đăng ký xong đấy ạ. Đấy, thưa với quý vị và các bạn ạ, rất là mới, rất là đẹp, rất là siêu lướt ạ. Rất nhiều quý vị và các bạn hỏi tại sao là ở cái thời điểm này có rất nhiều người bán những chiếc xe siêu lướt. Có những người không hiểu biết lại cứ nghĩ rằng là chiếc xe mà họ mua lỗi là người ta sẽ bán, người ta bị tai nạn, họ đâm đụng hay là sao thì người ta bán ạ. Và đấy là do nhiều người thiếu hiểu biết thôi quý vị và các bạn ạ. Vì như chúng tôi làm việc thì là những chiếc xe mà chủ xe có thể mua xong lại bán luôn thì nó có rất là nhiều lý do. Có những người có tiền thì là người ta cũng bán để người ta đổi chiếc xe nhiều tiền hơn. Có những người thiếu tiền, người ta cũng phải bán xe để giải quyết công việc. Có những người, ví dụ như trong cái thời điểm gần đây, thời điểm hiện tại bây giờ thì bất động sản này, chứng khoán này đang rất là sôi động, cho nên là có những người kiếm được tiền cái là cũng phải mua xe ngay. Nhưng mà có những người lại cần tiền để giải quyết việc thì lại phải bán xe luôn ạ. Đấy những là một trong những cái lý do mà chúng tôi mua được những chiếc xe lướt như thế này đấy ạ. Siêu lướt, có những người lại không biết, lại bảo tại sao người ta vừa mua người ta lại bán xe. Mua hoặc bán nó là cái chuyện hết sức bình thường quý vị và các bạn nhé. Đấy, tôi không luyên thuyên, không dài dòng về cái vấn đề đấy nữa. Và bây giờ tôi vào cái vấn đề chính là giới thiệu cho quý vị và các bạn xem về chiếc xe Hyundai Grand i10 siêu lướt đấy ạ. Đấy, nhìn về cái phần bên ngoài thì quý vị và các bạn đấy ạ, tôi vừa quay vừa giới thiệu, vừa đi một vòng quanh xe cho quý vị và các bạn cùng xem rồi ạ. Để xem quý vị và các bạn thấy đấy ạ. Không có một cái vết xước nào nó to đâu nhá, chỉ có vết xước rất là nhỏ nhẹ đây này. Tôi quay sát cho quý vị và bạn xem này. Đấy, những chiếc vết xước như thế này này, chỉ có đánh bóng là hết thôi ạ. Như chúng tôi vừa mới mua về là chúng tôi đem ra tôi quay luôn, không cần phải đánh bóng ạ. Và cam kết với quý vị và các bạn nhá, chúng tôi cam kết là nước sơn còn nguyên bản ạ. Chưa sơn lại một tí nào ạ, chưa sơn lại một vết nào đâu ạ, tức là chưa có một giọt sơn lại nào ạ. Và chiếc xe này thì chủ xe cũng có mua bảo hiểm thân vỏ. Bảo hiểm thân vỏ 100% đấy ạ. Bảo hiểm thân vỏ nhưng mà chưa phải sử dụng đến. Chứ nếu những chiếc xe này bây giờ mà đem đi sơn là không mất tiền cơ. Nhưng mà chúng tôi cũng không sơn, để cho nó nguyên bản ạ. Nguyên bản ạ, nguyên bản sơn của xe đấy ạ. Đấy, gọi là sơn zin cả xe luôn đấy ạ. Đấy, rất là mới, rất là đẹp luôn ạ. Và chiếc xe được sản xuất năm 2021, đến cái lốp cũng sản xuất năm 2021 luôn quý vị các bạn đây này. Cái lốp này nhá, nhiều xe là sản xuất năm 2021 nhưng phụ tùng sản xuất năm 2020, nhưng chiếc xe này đến lốp cũng sản xuất 2021 luôn đấy ạ. Xuất xưởng 2021 đây. Từ những cái vết chấm của nhà sản xuất vẫn còn nguyên đây này. Đấy. Và còn rất là dày đây quý vị và các bạn ạ. Đấy, lốp rất mới này, ta lông còn rất là dày. Cả dàn lốp này cơ, tôi quay giới thiệu cho quý vị bạn xem. Đấy. Cái mũ van này còn chưa mở ra lần nào cơ, còn nguyên đây này, chưa bơm hơi lần nào ạ. Đét lốp cả 4 cái đều là 2021 luôn quý vị và các bạn nhé. Đấy, cả 4 lốp đều là 2021 luôn và rất là dày, rất là mới ạ. Cho nên là quý vị và các bạn mua chiếc xe này thì mua xe cũ nhưng mà không khác gì một chiếc xe mới đâu ạ. Đấy, cả một cái dàn lốp này đều 2021 luôn. Đấy, quý vị và các bạn xem này. Đấy, cái lốp này sản xuất tuần thứ nhất, tức là đầu tháng 1 năm 2021. Đấy, rất là dày này. Còn nguyên hết ạ. Van còn chưa tháo ra, chưa có bơm tí nào luôn đấy ạ. Đấy, đây là cái lốp sau này, cũng 2021 luôn quý vị các bạn nhé. Lốp đều 2021 cả dàn, rất là mới, rất là dày, ta lông còn nguyên. Không khác gì một chiếc xe mới ở trong hãng đâu. Đây là cái lốp sơ cua nhé, tôi quay cho quý vị bạn xem là cái lốp sơ cua này. Lốp sơ cua cũng còn nguyên này. Đấy, lốp sơ cua còn nguyên chưa hạ nhé. Bộ kích này, phụ tùng theo xe này vẫn còn nguyên này, chưa dùng đến này. Rất là mới, rất là đẹp luôn. Đấy, cho nên là bây giờ quý vị và các bạn nào mà mua chiếc xe cũ này về
mang tiếng là đi mua xe cũ thôi, nhưng mà nó không khác gì xe mới đâu ạ. Không khác gì một chiếc xe mới ạ. Đấy, phiên bản 1.2. Chìa khóa đây ạ, khóa của xe này. Thưa với quý vị và các bạn này, đây là cái khóa của xe này, còn rất mới này, cả hai chìa còn rất mới luôn này. Cả hai chìa còn rất là mới này. Bộ sách hướng dẫn sử dụng chưa dùng gì đến luôn này. Đấy, không khác gì một chiếc xe mới quý vị bạn mua trong hãng đâu nhé. Bây giờ quý vị và các bạn vào hãng xem chiếc xe này nó như thế nào thì ra ngoài mua chiếc xe này nó như thế luôn đấy ạ. Không khác gì cả nhé. Đây, đây là cái tem của nhà sản xuất đây này. Chiếc xe được sản xuất năm 2021 này. Đây, quý vị và các bạn nhé. Xe được sản xuất năm 2021 luôn đây này. Vừa đăng ký tháng 2 xong, đăng ký tháng 2 đến bây giờ là tháng 4 đúng 2 tháng và lăn bánh được đây. Lăn bánh được 28.000 km đây này quý vị và bạn. À 2.800, xin lỗi quý vị và bạn ạ, chiếc xe mới lăn bánh có 2.800 thôi. Quên lại đọc nhầm thành 28.000 rồi quý vị các bạn lại bảo sao lại chạy đã 2.800 rồi. Và cam kết với quý vị và các bạn là chiếc xe này là không đăng ký kinh doanh vận tải nhé. Không đăng ký kinh doanh vận tải. Vì phần lớn những chiếc xe Hyundai Grand i10 này là họ hay đăng ký kinh doanh vận tải. Đây, chiếc xe này thì quý vị và các bạn thấy đây này. Không kinh doanh vận tải luôn này. Chiếc xe đăng ký tháng 2 năm 2021 thì đến tháng 2 năm 2022 là 1 năm này. Tháng 2 năm 2023 là 2 năm này. Đến tháng 8 năm 2023 là 2 năm rưỡi. Đấy. Đăng kiểm lần đầu mà 2 năm rưỡi thì là không kinh doanh vận tải nhé. Tất cả những chiếc xe ô tô con đăng kiểm bình thường, đăng kiểm không kinh doanh vận tải được 2 năm rưỡi lần đầu tiên ạ. Được 2 năm rưỡi. Còn nếu như kinh doanh vận tải thì chỉ được 1 năm rưỡi thôi. Đấy. Nhìn đăng kiểm thì quý vị các bạn thấy được luôn là không đăng ký kinh doanh vận tải. Đấy. Và rất là mới, rất đẹp đây quý vị bạn xem này. Xe cũng đã được trang bị đầy đủ từ gương chiếu hậu gập điện, tích hợp xi nhan trên gương, khóa thông minh, đè nổ start stop bấm tay mở cửa, đèn gầm. Đèn gầm là đèn LED ban ngày luôn đây này, đèn gầm, đèn LED đầy đủ này. Cụm đèn này mới tinh. Mới tinh luôn đấy ạ. Không khác gì một chiếc xe vừa mới xuất xưởng đâu ạ. Đấy, cho nên là quý vị và các bạn mua chiếc xe này bây giờ là cũng tiết kiệm được một khoản kha khá đấy ạ. Tôi tính qua cho quý vị các bạn nhé. Chiếc xe này là cái phiên bản đủ 1.2. Giá trong hãng báo giá niêm yết là 405 triệu. Tùy theo từng đại lý, tùy từng thời điểm cho quý vị có thể bớt được từ giá quý vị các bạn đến tay quý vị các bạn rơi vào tầm 390 đến 395 triệu đồng. Nếu như chiếc xe này đăng ký tại Hà Nội, đăng ký tại Hà Nội cộng 20 triệu tiền biển, cộng 48 triệu tiền thuế. Đấy, là nó rơi vào khoảng 450 đến khoảng 460. Đấy, rơi vào khoảng 450 cộng mấy phí đường bộ đăng kiểm linh tinh vào nữa, nó khoảng 460 triệu. 460 triệu với lại như chiếc xe này là chủ xe lại mua thêm bảo hiểm 1 năm, bảo hiểm thân vỏ, nó rơi vào khoảng gần 8 triệu nữa. Gần 8 triệu cộng lắp đồ. Đấy, cho nên quý vị các bạn đã biết được để lăn bánh chiếc xe này ở Hà Nội thì nó rơi vào ít nhất khoảng độ 470 triệu. Còn 460 triệu là chưa có đồ, chưa có bảo hiểm gì nhá. Đấy. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 425 triệu đồng. Đấy, quý vị và các bạn đã biết được chiếc xe này mua thì nó không khác gì một chiếc xe mới, mà quý vị và các bạn lại tiết kiệm được đến tôi cứ gọi cho quý vị và bạn đăng ký tiết kiệm nhất ở Hà Nội này là 460 đi. 460 thì bây giờ là 425 thì quý vị và các bạn cũng tiết kiệm được 35 triệu đồng rồi. Đấy. Và nếu như quý vị và các bạn ở Hà Nội thì đã biển Hà Nội rồi, không cần phải sang tên nữa, cứ vậy là cầm lấy xe để đi thôi. Không cần phải sang tên nữa, cũng tiết kiệm thêm được cái phần sang tên. Còn nếu không tiết kiệm phần sang tên thì chúng ta sang tên bây giờ cũng chỉ mất thêm mấy triệu tiền trước bạ nữa thôi. Rất là đơn giản ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Grand i10 này, hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn ạ. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất của chiếc xe nhé. Đây, xe cũng đã được trang bị khóa thông minh, bấm tay mở cửa này, tay nắm chrome rất là đẹp rồi. Đấy, rất là mới này. Không khác gì một chiếc xe mới đâu ạ. Và chủ xe cũng đã rất là cẩn thận này, đã bọc ốp vô lăng này. Đấy, bọc ốp vô lăng rồi này. Lắp thêm cái tì tay này, cái yên ngựa để tì tay đấy ạ. Đấy, ốp bậc cửa này.
ốp bậc cửa bằng inox rất là đẹp rồi. Dán phin cách nhiệt xịn, phin Luma xịn nhá. Đấy, cho nên là quý vị và các bạn nào bảo mua xe ở trong hãng, giá niêm yết ở trong hãng xong rồi người ta bớt cho. Bớt cho bây giờ đi mua xe xong, mua một cái xe ô tô mới xong rồi là tiền đăng ký này, tiền đăng kiểm này, tiền phí đường bộ này, cộng linh tinh các khoản tiền vào, sau đó lại còn tiền lắp đồ này. Đấy, tùy theo từng người một lắp đồ, mỗi thứ chỉ vài trăm nghìn cho đến vài triệu đồng. Đấy, ví dụ như dán kính là phải vài triệu rồi. Và lót sàn này, từ cái bộ lót sàn này cho đến da này, lót sàn da này, chủ xe làm cái xe này thì chủ xe làm hết rồi. Cho quý vị các bạn về là không phải làm bất cứ một cái gì nữa. Đấy, từ lót sàn da cho đến lót chân các thứ đầy đủ hết cả rồi này. Bậc cửa này. Đấy. Quý vị các bạn bây giờ mua chiếc xe này về thì không phải làm một cái gì nữa cả, cứ thế là đi thôi. Và đủ hết đồ rồi. Đấy, lắp đồ mỗi thứ linh tinh. Đây tôi ví dụ như mà chủ xe muốn lắp thêm này, từ những cái ốp vô lăng. Đấy, ốp vô lăng này cho đến những cái ốp bậc cửa này, mỗi cái chỉ mấy trăm nghìn thôi, hoặc dán phin mấy triệu cộng vào là có khả năng cũng hết hơn chục triệu ngay. Đấy, từ những cái yên ngựa này. Đấy, quý vị và các bạn mua xe xong là tính ra vào là nó cũng hết được khoản đấy, tiền đấy cũng khá khá đấy ạ. Và chiếc xe này thì còn rất là mới đây. Quý vị các bạn xem này, còn rất mới này, một số chỗ vẫn chưa bóc ni lông đâu nhá. Bây giờ quý vị và các bạn mua chiếc xe này về, tiếng là chiếc xe cũ thôi, nhưng quý vị và các bạn vẫn được bóc ni lông một vài chỗ đấy ạ. Đấy. Đây, để tôi cho cái volume nó nhỏ đi. Đây này, những cái phần trên này còn chưa bóc ni lông đây quý vị và các bạn nhé. Từ những cái chắn nắng này còn chưa bóc ni lông này. Rất là mới luôn ạ. Không khác thì một chiếc xe mới luôn quý vị và các bạn ạ. Đấy, rất là đẹp. Công tơ mét mới chạy có 2.800 km thôi. Gương chiếu hậu gập điện. Và chiếc xe này là đã lắp thêm cả cái phần gương auto. Auto tức là quý vị các bạn chỉ việc bấm chìa khóa là cái gương nó gập điện, mở chìa khóa là gương mở nhá. Đấy, chìa khóa rất mới. Cả hai chìa còn rất mới ạ. Đấy, có khác gì một chiếc xe ở trong hãng đâu. Có khác gì một quý vị các bạn đi mua xe mới đâu. Quý vị các bạn mua xe mới xong có khi đi một tháng sau thì nó cũng như thế này. Mà mua chiếc xe này thì quý vị lại tiết kiệm được một khoản tiền, mua được một chiếc xe máy, xe tay ga đẹp. Đấy, vừa có ô tô đi mà lại vừa mua được một chiếc xe tay ga đẹp. Đấy, thì quý vị bạn nên cân nhắc nhé. Nếu như bây giờ mà đi mua xe cũ thì nên cân nhắc. Không khác gì xe mới đâu ạ. Chiếc xe này thì tôi không phải giới thiệu về keo chỉ, vì nói thật với quý vị và bạn nó còn chưa xước sơn cơ. Cái phần sơn chưa phải sơn lại cơ, sơn còn nguyên bản, chứ đừng nói đến keo chỉ nó ở phần bên trong. Đấy. Và chiếc xe này thì còn bảo hành tại hãng. Nếu như quý vị và các bạn mua chiếc xe này mà không yên tâm, cứ đem thẳng vào hãng mà check. Đấy. Tôi cũng khuyên quý vị và bạn đem vào hãng check cho thoải mái. Rất là đẹp, rất là mới đấy. Đấy, đây là cái phin Luma này của Mỹ nhé. Chủ xe dán phin Luma đấy ạ. Đấy, rất là đẹp này. Cả một cái xe này đều dán phin Luma hết. Chứ không kể là phin 3M nhé. Phin 3M thì là phin không được xịn lắm. Phin Luma là cực xịn rồi đấy. Đấy, rất là mới này. Từ những cái táp bi cửa này, bậc cửa này, chống hết cả xước rồi. Rất là đẹp luôn. Bên phụ cũng là bấm tay mở cửa nhé. Khóa thông minh bấm được cả bên phụ luôn này. Đấy, rất là đẹp. Đầy đủ hết cả này. Chìa khóa thì mới này. Sách hướng dẫn chưa sử dụng này. Đấy. Sách hướng dẫn thì chưa sử dụng đến này. Còn mới tinh. Đấy. Xe cũng đã được trang bị màn hình, camera lùi, cảm biến lùi đấy, và cái phần dẫn đường thì rất là xịn sò quý vị và các bạn ạ. Nó có cả phần tốc độ đây này. Quý vị bạn đi là yên tâm, không bao giờ bị bắn tốc độ đâu nhá, vì cái màn hình này nó sẽ nhắc chỗ nào chạy được bao nhiêu km trên giờ. Và không những nó hiển thị tốc độ ở đây mà nó còn nhắc bằng giọng nói cơ. Tôi đi là nó cứ nhắc từng đoạn nào chạy bao nhiêu km ạ. Rất là xịn ạ. Rất là hiện đại đấy ạ. Đúng là thời buổi công nghệ 4.0 có khác. Xe cũng đã được trang bị lên cái khối động cơ xăng, động cơ 1.2 lít ạ. Đây là cái phiên bản 1.2, cho nên là xe đã được trang bị động cơ 1.2 lít quý vị và bạn nhé. Và nó còn rất là mới, rất là đẹp đấy ạ. Tôi đang nổ máy đây quý vị và bạn nghe thấy, nó rất là êm.
Đấy, vì là còn rất là mới ạ, chiếc xe này này chưa chạy hết rốt đa cơ, vì mới có hơn 2.000 km chưa hết rốt đa và còn rất là mới đây, tất cả còn nguyên ạ. Quý vị và các bạn đang quan tâm đến chiếc xe này thì cứ vào trong hãng xem, xem xe trong hãng xong ra xem xe này xem nó có đúng như vậy không ạ, nó có khác cái gì không ạ. Đấy, nó còn nguyên bản hết ạ, chiếc xe này còn nguyên bản và còn bảo hành tại hãng nhá, chúng tôi cam kết luôn quý vị và các bạn ạ. Đấy, không phải giới thiệu nhiều cho quý vị và các bạn về cái phần ốc với phần keo chỉ đâu, vì là cái phần sơn bên ngoài nó còn nguyên bản cơ, cho nên bên trong nó còn nguyên bản là cái điều đương nhiên luôn đấy ạ. Nếu như sai là tôi sẵn sàng nhận phạt luôn ạ. Đấy, thứ nhất là nếu như bị đâm đụng này, bị va chạm này, bị ngập nước này, tua đồng hồ này, thì chúng tôi sẵn sàng phạt quý vị các bạn, có thể cược với tôi bất cứ cái gì tôi cũng chấp nhận luôn đấy ạ. Kể cả cược với nhau về tặng chiếc xe này luôn, nếu như phát hiện ra là bị tai nạn, bị ngập nước, bị tua đồng hồ là tôi sẵn sàng tặng lại cái xe này luôn cho quý vị và các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Grand i10 siêu lướt 2021 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn ạ. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Hyundai Grand i10 này ạ. Chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 425 triệu đồng, vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị các bạn trong vòng 6 năm với lãi suất rất là ưu đãi ạ. Vay tối đa lên đến 70% giá trị của xe ạ. Thủ tục thì đơn giản, nhanh chóng gọn nhẹ, chỉ từ 3 đến 5 ngày là quý vị các bạn được nhận xe rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Và xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây. Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Thank you.